thực sự ra mà nói thì bây giờ Mai mới tập trung lo cho tập thể của mình thôi. Có nghĩa là đầu tiên là sẽ phải có quà cáp cho mọi người này, rồi đồng thời là mọi người sẽ có lương tháng 13 này, rồi tiệc tất niên cuối năm này tổ chức cho hai miền. Rồi đồng thời nữa là mình cũng lo tất cả thanh toán cho các khoản của công ty của mình để mình cũng tránh chuyện mà nợ nần qua năm sau. Rồi những cái khoản nào phải thu thì mình cũng lo, mình tập trung. Rồi chưa kể là trước đó là đã trang hoàng, trang trí cho cái đơn vị, cho những cái nơi cơ sở làm việc của mình. Nên hiện giờ cho cá nhân Mai thì cũng chưa có gì ngoài là chiếc cây ấy, thì nhờ các em nó mới treo được một cái đèn mà lấp lánh một tí để cho thấy là nó có một cái sung tụ thôi. Chứ còn Mai cũng chưa chuẩn bị gì. Nhưng mà trên tinh thần thì Mai cũng luôn luôn là đơn giản, chứ không có làm gì phức tạp. Bởi vì thực ra Tết thì mình cũng nhắm là mình cũng biết là ai đó sẽ đến nhà mình thì mình chuẩn bị những món gì, rồi mình đến nhà bạn bè thì mình cũng sẽ chuẩn bị quà cáp gì. Rồi trước đó thì mình cũng đã có quà, có cáp cho những bạn bè của mình rồi. Nên thực ra thì Mai, cho bản thân Mai thì Mai thấy đơn giản lắm. Phải ăn nhiều thì béo, rồi ăn nhiều được bệnh đó, chứ đâu là sao đó. Sau dịp Tết là phải ra mà tập thể dục để mà giảm bao nhiêu là ký bánh chưng bánh tét thì tôi rầu lắm.